Alo, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Tỷ số đang là 5-3 rồi. Vâng, rất vất vả mới cắt được cái chuỗi 3 trận liên tiếp ở phía bên kia. Vâng, ở trong trận đấu này bên kia có màu 1 cầm IA, màu 2 cầm IA, màu 3 cầm Katha và màu 4 cầm Pho. Còn ở phía bên này có một Babylon của tuyển thủ màu 6, một Phoenician của tuyển thủ màu 7, một Choson của tuyển thủ màu 8 và một Maxe nữa của tuyển thủ màu 5. Vâng, trận đấu đó được tiếp tục trở lại rồi. Ô thôi sao. Vâng, cái bãi quả rất may là có vòi ở phía vâng xa xa. Nhìn thấy có vòi. Hồi chữa cháy bằng con voi này vậy. Vâng, mang xe đầu cánh chậm khá khá dần, sẽ là khá khá dần. Và chúng ta đến với màn hình máy của tuyển thủ màu 8 cầm chơi son đầu cánh phía bên này thôi. Một đàn hiêu đầu là hơi tiết kiệm 4 con. Bây giờ thì cắm thêm cờ cho nông dân đi dò. Thao tác cắm cờ là rất dẻo đến từ tuyển thủ màu 8. Rồi, ba hiêu này sẽ về một cách mượt mà thôi, hơi xa rồi. Rất đẹp, ba hiêu về là rất đẹp rồi. Không biết có thêm đồ ăn gì hay chưa. Bãi qua đầu là hơi xấu. Vì vậy việc hiêu về sớm như thế này là hết sức cần thiết. Vẫn miệt mài cắm cờ. Nhà là nhiều rừng nhưng đồ ăn là khá ít. Một bài Babylon tương đối ổn về đồ ăn nhưng lại hiếm rừng. Sắp xếp trận đấu này là không được mắc binh cho lắm. Thêm một BS nữa dành cho game thủ màu 7 cầm Phoenician ở trong trận thi đấu này. Đến với nhà cho son tiếp thôi, trong này 19/24. Và vâng 18, như vậy là Max C không chậm dần quá nhiều. Cũng tạm ổn rồi.
Rất may mắn trong tình huống câu voi vừa rồi. Rất may mắn. 25 đến từ Indonesia. 23 đến từ Choi Son. Và cuối cùng cũng là 23 nữa đến từ Max C. Bài này vâng, Max C đóng ý nghĩa tương đối quan trọng và quyết định. Khi ở phía bên kia chỉ có IA, à, xin lỗi bạn, có Kata chống lại được Max C thôi. Còn lại toàn bộ vâng cả IA và cả Indonesia sẽ rất khó chống nếu không lên cung A. 27 nông dân đến từ Yamato của tuyển thủ 1-1, có lẽ là một bài trong cánh và buôn dân. Và 12 phút tròn dành cho Choi Son. Không quá sớm. Bên kia lại pháo xe của Tơn. 28 nông dân đến từ tuyển thủ 1. Vâng, trận thi đấu đã được tiếp tục trở lại. Bây giờ để Choi Son bắt đầu ăn vàng. Bờ bế vàng là khá gần so với chiếc BS này, nhưng việc bo bế là gặp rất nhiều khó khăn. Xong giò và nâng công nghệ. Rồi, có lẽ là như vậy thôi. Mau chóng tìm ra nhà cầu thủ 1-1, sớm càng sớm thì càng tốt. Trận đấu này bắt buộc phải tìm được cầu thủ 1-1. Nếu không muốn Yamato quả đánh quá to và sẽ bật 4 ở những thời điểm sau là rất khó khăn. Bị cái thủ 3 bắt đầu chọc giò rồi. Mô 3 là người cầm Kata ở trong trận đấu này. Hơi đuối gỗ để có thể vâng bo bế lại toàn bộ và sau đó thì thủ P. Hơi đuối gỗ một chút. Con ngựa giò Kata chọc khá rát. Kata đã lên đời 3 xong. Và chuẩn bị có lạc đà rồi. Rất mặt tay. Đến màn hình Babylon thôi. Năm nay 26 đến từ Babylon. 5 nhà BA dâng ra phía trước giữa hai nhà game thủ 17 và game thủ 15. Thao tác tay là khá nhanh. Vâng, Choi Son đang khá nhiều thực nhưng không có gỗ để nâng bánh xe. Thời điểm này là thời điểm rất khó khăn. Indonesia tuyển thủ màu 4 ở phía trong cũng đang khá to khi mà Catania chém ở phía ngoài là rất khỏe. Max C thì vẫn đang chảy cối đỡ nhà. Và cũng chưa chơi được gì Yamato đầu cánh phía bên này.
khá khó khăn. Vua đề xe tham lai 39 trên 52. Đẩy tân cung là thứ hai đi. Nhưng đây là một vài Phoenician ở mức độ vừa phải, không quá khỏe ở vài Phoenician này. Giờ đã hơn phút thứ 40, à xin lỗi bạn, hơn phút thứ 17 trong game rồi, gần phút thứ 18 rồi. 36 đến từ Babylon, bài dân Nga khá hiệu quả. Bây giờ chơi vào nhà của Yamato. Yamato đã tẩu thoát nông dân ở mặt phía bên này, nhưng đây là một pha đón đầu nhưng không bắt được quá nhiều. Có bánh xe đến từ Yamato rồi. Lại kéo nông dân về và ăn hoang đôi voi cộng 7 hiêu này. Ba đến từ Phoenicia đang bị ốp bởi hai game thủ màu 3 và game thủ màu 4, một người cầm cá tha, một người cầm phô. Tham Lai vẫn giữ được 43, nhưng đây là một tên khó khi mà quân ở nhà là không có nhiều. Vâng, thằng Lai màu 4 và màu 1 nở ra là quá to. Một nhà phô và một nhà IA, hai nhà chủ lực nở ra rất to. Công vào nhà IA màu 1 xem có được hay không. Đứng trên dốc và ném xuống, liệu tên này có vào được hay không. IA đã đứng chốt những con cung A ở phía ngoài này rồi. Bắn nổ hai BE đi để lấy đường vào một cách rộng hơn, nhưng cũng có lẽ cũng không dám vào. Ở phía trong là quá đông những con cung A IA. Một tuần mới nở ra của IA rồi. IA đánh đến 28 nông dân và bây giờ thì cứ triền miên vào sau quân rồi. Phoenician tham lai 43 thời điểm này. Thêm một bé ăn gỗ nữa. Gỗ đang là rất nhiều, kéo nông dân gỗ vậy. Như vậy là cũng không dám kéo về vẽ ruộng. Tham Lai 16 đến từ Giò Sòn, có bánh xe rồi nhưng vẫn hết sức khó khăn. 15 đến từ Mạc Xê. Tiếp tục đến màn hình Babylon thôi, chuẩn bị chơi vào mặt yếu của game thủ màu 1 cầm Yamato. Lao vào cái mặt yếu này, nhưng không biết là có ăn thua gì tối nay không. Tách cung R ra, không thèm tách, đứng mà đấu quân luôn. Vâng, chỉ có một vài cung A thôi, nhưng cái thủ 7 nó đi sai rồi, vài rất khó. Và tỷ số là 5-4 rồi. Kèo đấu rất căng.